Bitcoin đã vào cái chu hết chu kỳ mùa đông chưa? Thì để trả lời cho cái câu hỏi đấy thì các bạn nhìn thấy rằng là trong suốt cái lịch sử ấy, từ năm 2011 nhá. Đấy. 2015 này. thì khi mà Bitcoin nó phá qua cái cản giảm ấy Thì nó là vào một cái chu kỳ tăng Năm 2018 cũng thế gọi này Đấy suốt một năm giảm giá Và sau đó nó bước vào một cái chu kỳ tăng giá Và năm 2022 cũng thế thì sau khi mà nó break qua cái cản giảm thì nó đã vào một chu kỳ tăng các bạn ạ à bây giờ đã là sang tháng thứ tháng thứ tư à là tăng giá liên tiếp rồi thì có thể là à, trong tháng 6, tháng 5, tháng 6 này thì sẽ có một cái nhịp điều chỉnh mạnh à thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội uh, tốt để chúng ta mua được một cái mức giá tốt để chuẩn bị cho một cái đợt một cái chu kỳ tăng giá của năm 2024 và năm 2025. Đấy. À, quan trọng là bây giờ ấy, các bạn sẽ có được những cái vùng tích lũy à, tốt để các bạn à, chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới. À, nếu các bạn có ý kiến à, thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé. Theo các bạn thì chu kỳ mùa đông của Bitcoin đã kết thúc hay chưa? Hay là Bitcoin sẽ còn mức giá 12.000 hay là 10.000 đô?